anh ơi. Chịu đây. Chú hết em bé cười hay là hết em bé khóc? Dĩ nhiên là chú phải thích em bé cười rồi. Vậy cô chú thích ta này, con đang cười nè. Chứ nãy giờ tôi trả lời khóc là nó hết chuyện đó, đúng không? Dạ đúng. Nguồn dinh dưỡng từ thịt. Mà con ơi, hồi nãy con dắt cô đi ra ngoài tới chi dở? Tại vì con dắt cô đi miền Tây mới vui. Nhưng mà dắt đi miền Tây nhưng mà con không có nhìn cô nhớ thì cô làm gì ở đó vậy? Ta dắt đi thôi. Dắt đi thôi. Dắt thôi. Quên. 6 tuổi mà hát nguyên một bài mà không có chật nhịp, không có gì hết là rất là giỏi. Dạ. Nãy giờ là Cẩm Duyên dễ thương lắm rồi. Thì không biết là tí nữa Cẩm Duyên là mình tới đây để mình tham gia với tài năng là gì? Dạ con biết diễn xuất. Diễn xuất. Diễn xuất luôn, giỏi quá vậy. Bây giờ nhường cái sân khấu này lại thì Cẩm Duyên biểu diễn nha. Dạ. Rồi xin mời sự diễn xuất của con nè. Ngày xưa, ngày xưa, hồi đó con nằm ở trong cái bụng á, trong bụng mới ấm lắm, con không có chịu ra. Ở ngoài lạnh lắm, có một chú bác sĩ kéo con ra, như vậy là con chào đời rồi. Em bé nào nó cũng hít nằm ở trong bụng mẹ thật là lâu dữ luôn. Nếu mà nó ra đời là nó thất sùm luôn. Chú Trích Thành ơi. Dạ. Chú có xin nghe chú có khóc không? Không biết nữa, sư la banh cái bệnh viện. Con biết chú khóc mà. Có chú có khóc đó. Còn cô Hoa Lê Hoa, cô mới sinh ra cô có khóc không? Cô mới sinh ra cô không có khóc. Oh no. Ủa tại sao cô không khóc? Bác sĩ đánh mới khóc. Không phải, cô không có khóc đâu nha. Mà là cô khóc sùm luôn, cô khóc 3 ngày 3 đêm luôn. Trời dữ vậy. Chú Trích Thành ơi. Chịu đây. Chú hết em bé cười hay là hết em bé khóc? Dĩ nhiên là chú phải thích em bé cười rồi. Còn cô Hoa Lê Hoa, cô thích em bé cười hay là thích em bé khóc? Thích em bé cười rồi. Vậy cô chú thích ta này, con đang cười nè. Đúng rồi, thông minh. Chứ nãy giờ tôi trả lời khóc là nó hết chuyện đó, đúng không? Dạ đúng. Thứ tư hàng tuần đừng quên đón xem siêu tài năng nhí mùa 3 trên YouTube Madison Media Group.